Chương 1 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Rất nhiều năm sau này, trước đội hành hình, Đại tá Aurelian Buendia đã nhớ lại buổi chiều xa xưa ấy, cái buổi chiều cha chàng dẫn chàng đi xem nước đá. Thời ấy Macondo là một làng gồm vài chục nóc nhà tranh vách đất dựng bên bờ con sông nước trông như pha lê, ào ào chảy qua những tảng đá nhẵn thính, trắng bông, to như những quả trứng thời tiền sử. Thế giới lúc ấy còn ở buổi hồng hoang, chưa có tên gọi các đồ vật và để gọi chúng cần phải dùng ngón tay chỉ đích vào từng cái một. Cứ vào tháng 3 hàng năm, một gia đình đi găng trách rưới dựng một túp lều bạc ngay cạnh lân, rồi với tiếng kèn trống ông sòm quảng cáo những phát minh mới. Đầu tiên, họ mang tới đá nam châm. Một người đi găng lực lưỡng, hàm râu lẫm chẩm. Bàn tay lông lá, tự giới thiệu mình tên là Menkia, làm ngay một thí nghiệm kinh rợn trước công chúng về cái mà chính ông ta gọi là kỳ quan thứ 8 của các thuật sĩ luyện đá giả kim nguyên bác xứ Macedon. Từ nhà này sang nhà khác ông ta kéo hai thỏi kim loại đã nhiễm từ, và thế gian kinh ngạc khi nhìn thấy xanh, chảo, vạt, kìm, bếp lò rơi đổ ngổn ngang, đồ gỗ kêu cọt kẹt bởi đinh, ốc vít đang như muốn tuột ra khỏi chúng, và hơn nữa, những vật bằng sắt bị mất từ lâu bỗng lại ló ra ở ngay nơi chủ nó từng mất công tìm kiếm rồi sau đó mọi người bị lôi cuốn đổ ra đường, lũ lượt, ồn ý theo sau những trò ảo thuật đầy thích thú của Menkia. Mỗi một vật đều có cuộc sống, người đi găng quảng cáo với giọng lanh lảnh, vấn đề là ở chỗ biết đánh thức tâm hồn nó. Jose Arcadio Buendia, người có trí tưởng tượng thường đi xa hơn cả bản thể của giới tự nhiên và còn vượt quá rất xa những phép màu và trò huyền ảo, nghĩ rằng có thể sử dụng phát minh vô bổ ấy vào việc moi vàng từ trong lòng đất. Menkia, vốn là người cao thượng, nói trước cho ông biết. Ô này không dùng vào việc ấy được nhưng Jose Arcadio Buendia lúc ấy vẫn không tin đức tính cao thượng của người dân đi găng vì vậy đã đổi ngay một con lừa và một cặp dê đực để lấy hai thanh nam châm. Ukula Iwan vợ ông từng nghĩ tới việc dùng những gia súc này vào việc mở rộng ngôi nhà ở của họ vốn dĩ tồi tàn đã không thuyết phục được ông ôi già dạ, rồi chúng ta sẽ có ối vàng để xây nhà lo gì mình ơi ông cãi lại trong vài tháng liền Ông Trần Lưng làm việc để biến những dự đoán của mình thành hiện thực. Ông đào bới cặn kẻ khắp vùng, kể cả dưới lòng sông, rồi kéo rê hai thanh nam châm, khấn rõ to lời cầu nguyện của Menkia. Vật duy nhất mà ông đào bới được là một bộ giáp trụ từ thế kỷ 15, bị lớp hang rỉ phủ kín, bên trong như một quả bí khổng lồ chứa đầy đá khi Jose Arcadio Buendia và bốn người đàn ông trong đội khai quật của mình tháo rời được bộ giáp trụ này, họ thấy một bộ xương người đã hóa vôi, cổ còn lũng lẳng đeo một hộp thánh tích bằng đồng đựng mớ tóc phụ nữ, những người đi găng trở lại làng vào tháng 3. Lần này họ mang theo một kính viễn vọng và một kính lúp có mặt gương to bằng mặt trống, họ trưng bày chúng như thể trưng bày phát kiến mới nhất của những người do Thái ở Amsterdam. Họ cho một cô đi găng ngồi ở đầu làng và đặt cái kính viễn vọng ở ngay cửa vào của túp lều bạc. Sau khi trả năm đồng trên, dân chúng ghé mắt vào kính viễn vọng và họ nhìn thấy cô đi găng ở ngay trong tầm tay mình khoa học đã rút ngắn khoảng cách, Menkia quảng cáo. Chẳng bao lâu, không cần phải ra khỏi nhà mình, con người đã có thể biết được bất kỳ điều gì xảy ra trên trái đất. Một buổi trưa nóng bỏng, bọn họ làm một thử nghiệm khủng khiếp bằng chiếc kính lúp khổng lồ. Chồng một đống có khô ở giữa đường rồi lấy kính lúp chiếu tia mặt trời vào, thế là cả đống có bùng cháy. Jose Arcadio Buendia, người vẫn chưa nguôi buồn về sự thất bại của việc dùng nam châm tiền vàng, lại nảy ra ý định sử dụng phát minh ấy như một thứ vũ khí một lần nữa menkiath lại khuyên can ông nhưng rồi chính menkiath phải nhận lại hai thanh 500 và nhận thêm ba đồng tiền thời thuộc địa để đổi cho jose arcadio buendia chiếc kính lúc ukula khóc lóc thảm thiết số tiền ấy là một phần của túi tiền vàng mà cha bà đã tích góp trong suốt cuộc đời ăn đói mặc trách và bà đã chôn chúng dưới gẫm giường chờ dịp cần thiết mới tiêu đến jose arcadio buendia ngay đến an ủi vợ cũng không có ý định đã vội dốc toàn lực vào những việc thí nghiệm với đam mê của một nhà khoa học và hơn thế nữa còn dấn thân vào những nguy hiểm chết người để làm rõ hiệu quả của kính lúc đối với quân địch chính ông đã tự mình đứng ngay vào vùng ánh sáng là nơi kính lúc đã hội tụ tiên nhiệt mặt trời và ông bị bỏng những vết bỏng này trở thành ung nhọc phải mất nhiều thời gian mới chữa lành suýt nữa ông đốt nhà vì không thể chịu nổi những lời rỉa rói của bà vợ người từng cảnh giác trước nỗi nguy hiểm của phát minh này ông ở lì trong phòng mình nhiều giờ liền tính toán về những khả năng chiến lược của thứ vũ khí mới sáng chế cho đến khi ông viết được một bản chỉ dẫn mạch lạc có tính sư phạm và đầy sức thuyết phục ông gửi nó cho nhà chức trách có kèm nhiều bằng chứng của kinh nghiệm bản thân và vài bản vẽ thuyết trình ông giao nó cho một sứ giả mang đi người này đi xuyên rừng bị lạc trong đầm lầy đáng sợ vượt qua những con sông cuộn sống suýt nữa thì mất mạng vì thú dữ vì thất vọng và dịch bệnh trước khi tìm thấy con đường mà những con lừa của người đưa thư vẫn qua lại mặc dù đường đi đến thủ đô thời ấy là rất khó khăn jose arcadio buendia đã dự định sẽ chế tạo rất nhanh thứ vũ khí này nếu như chính phủ ra lệnh thử nó ngay trước mặt các nhà quân sự và ông sẽ đích thân hướng dẫn cho họ về nghệ thuật phức tạp của chiến tranh sử dụng năng lượng mặt trời trong nhiều năm liền ông chờ đợi thư phúc đáp của chính phủ cuối cùng chán chường vì chờ đợi ông đành phải than phiền với Menkiat về sự thất bại của công việc vừa ở bước khởi đầu. Vậy là người đi găng lại có dịp bày tỏ tư chất cao thượng của mình. Trả lại ông những đồng tiền đô bông để lấy lại chiếc kính lúc ngoài ra còn để lại một số tấm bản đồ của người bồ đảo Nha và một vài dụng cụ đi biển. Tự tay mình, Menkia còn viết một bản tổng kết chặt chẽ về những nghiên cứu của thầy Tu Heman, rồi đặt vào vị trí của nó để ông có thể sử dụng kính thiên văn, la bàn và thước đo góc 60 độ trong những năm tháng mưa dài lê thê jose arcadio buendia ở lì trong cái phòng nhỏ làm ở cuối nhà để không một ai quấy rầy mình trong lúc làm thí nghiệm nhờ hoàn toàn bỏ thói quen ăn ngủ đúng giờ ông ở ngoài sân suốt đêm để theo dõi đường đi của các vì sao và suýt nữa mắc bệnh đau đầu vì ý muốn xây dựng một phương pháp chính xác để tìm phương nam khi đã thành thạo sử dụng và điều khiển các dụng cụ ông có ý niệm về một khoảng không gian mênh mông cho phép ông đi thuyền trên những biển xa lạ đến những miền đất hoang vu không bóng người và kết bạn với những người hiển hách mà không cần phải ra khỏi bàn làm việc của mình. Ở y là thời kỳ ông mắc tật nói một mình, đi dạo khắp nhà chẳng để ý tới ai trong lúc Ukula và bọn nhóc nhổ cỏ trong vườn, chăm bón chuối và khoai sọ sắn và củ từ, bí ngô và cà giái dê. Không một dấu hiệu báo trước nào, bỗng nhiên ông ngừng mọi hoạt động sôi nổi để chìm đắm trong suy tưởng. Vài ngày liền, ông cứ như người bị bỏ bù mê, giọng thì thầm nhắc đi nhắc lại cho chính mình nghe hàng loạt những phỏng đoán đầy kinh ngạc mà ông không cần tin vào sự hiểu biết của chính mình. Cuối cùng, vào giờ ăn trưa, một ngày thứ ba tháng chạp, ông sổ tung tất cả nỗi căng thẳng trong tâm tưởng mình. Bọn trẻ cả đời sẽ nhớ mãi vẻ trang trọng của cha chúng khi ông ngồi vào đầu bàn, người run rẩy lên cơn sốt, gầy rọc đi vì công việc quan sát kéo dài và vì lòng chua xót bởi trí tưởng tượng. Ông đã công bố cho chúng biết phát kiến của mình trái đất tròn như thể quả cam ấy, bà Ukula không chịu được nữa. Nếu ông có điên thì một mình ông điên thôi, bà gào, nhưng xin ông chớ có nhồi sọ bọn trẻ những ý nghĩ bông lông của mình nhé. Jose Arcadio Buendia lặng thinh, không để cho mình sợ hãi trước cơn thất vọng của bà vợ mà trong lúc bực mình bà đã quảng kính thiên văn xuống sàn nhà làm nó vỡ toan ông làm cái khác và tụ tập những người đàn ông trong làng ở ngay trong phòng nhỏ rồi bằng thứ lý thuyết khó hiểu đối với bọn người này ông đã chứng minh cho họ thấy khả năng trở lại điểm xuất phát ban đầu nếu cứ nhằm hướng đông cho tàu thuyền chạy cả làng đều nhất loạt đồng ý với nhau rằng jose arcadio buendia đã mất trí giữa lúc ấy menkia trở lại để dàn xếp mọi việc ông công khai biểu dương trí thông minh của con người bằng việc đơn thuần nghiên cứu thiên văn đã xây dựng được một lý thuyết từng được công nhận trong thực tiễn mặc dù cho đến lúc ấy ở làng Macondo vẫn chưa ai biết tới, và để bày tỏ lòng ngưỡng mộ của mình ông đã tặng lại Jose Arcadio Buendia một phòng thí nghiệm giả kim, một kỹ vật sẽ gây ảnh hưởng quyết định đối với tương lai của làng này. Vào thời ấy, Menkiak già dạ đi nhanh đến mức ai cũng phải ngạc nhiên. Trong những chuyến đầu tiên đến làng này hầu như ông cùng trạc tuổi với Jose Arcadio Buendia. Nhưng trong lúc ông này vẫn giữ được sức khỏe vâm váp của mình, cái sức chỉ cầm hai tay con ngựa có thể quật ngã nó thì người đi găng dường như đã bị suy nhược bởi những đau đớn khủng khiếp thực ra đó là hậu quả của rất nhiều thứ bệnh lạ lùng do ông nhiễm phải trong những chuyến du lịch vòng quanh thế giới theo như chính lời ông kể với jose arcadio Buendia trong lúc giúp ông này dựng phòng thí nghiệm thì thần chết đuổi theo ông khắp miền nó cứ đánh hơi ống quần ông mà theo riết nhưng vẫn không túng được ông Cuộc đời ông là cả một cuộc trốn chạy trước không biết bao nhiêu thứ tai ương và hoạn nạn đã giống xuống đầu cái giống người. Ông qua khỏi bệnh phong ở Ba Tư, bệnh hoại huyết ở quần đảo Malaysia, bệnh hụi ở Alechin, bệnh phù thủng ở Nhật Bản, bệnh dịch hạch ở đảo Madagascar, nạn động đất ở Sisin và nạn đắm tàu xảy ra thường ngày ở eo biển Magadan. Một. Cái con người kỳ vĩ đó, người từng nói rằng mình nắm được các bí quyết. Của Nốt Tram, hai, là một người mang vẻ buồn rầu, bởi mặt trời buồn bao quanh ông, với con mắt á châu dường như đã biết được mặt trái của sự vật. Ông dùng một chiếc mũ rộng vành màu đen non như cánh quả xòe và một chiếc áo nỉ khoác ngoài bị rêu xanh hàng thế kỷ phủ lên. Nhưng dù có sức hiểu biết quảng bác là thế và có môi trường hoạt động bí hiểm là thế, ông vẫn có một tư chất người, một tư chất thế tức, là cái làm cho ông gắn bó với những vấn đề nhỏ nhặt của cuộc sống thường ngày. Ông than vãn về những mệt mỏi của tuổi già, do phải chịu đựng hoàn cảnh kinh tế túng thiếu, và từ lâu ông không mỉm cười vì bệnh hoại huyết đã nhổ hết răng. Jose Arcadio Buendia hiểu rõ rằng cái buổi trưa ngột ngạt Menkia đã bộc bạch những chuyện riêng tư của đời mình mãi mãi sẽ là nguồn của một tình bạn vĩ đại. Bọn trẻ đầy tháng phục trước những câu chuyện huyền thoại của ông. Aurelian, lúc ấy chưa quá 5 tuổi, sẽ phải nhớ suốt đời hình ảnh Menkia mà cậu đã được nhìn thấy. Ông ngồi để cho ánh sáng chói chang trắng bạc từ cửa sổ chiếu vào mặt, trong lúc mồ hôi ròng ròng chảy trên hai thái dương và với giọng nói trầm vang của cây. Đại phong trầm ông đã rọi ánh sáng vào những miền tối tăm nhất của trì tưởng tượng. Jose Arcadio, ông anh cậu có lẽ sẽ di lại cho con cháu mình cái hình ảnh kỳ diệu ấy như di lại một kỷ vật truyền đời. Trái lại, Ukula lại giữ mãi kỷ niệm xấu về chuyến thăm viếng ấy, bởi vì bà bước vào phòng đúng lúc Menkiat do đảng trí đã làm vỡ một chai thủy ngân. Đó là mùi của quỷ dữ phải không? Bà hỏi. Hoàn toàn không phải. Menkiat bào chữa. Người ta xác minh rằng quỷ dữ có mình diêm sinh còn thứ này chẳng qua chỉ có mùi thủy ngân thôi. Bà à, lúc nào cũng với tác phong sư phạm, ông làm một cuộc trưng bày về những đặc tính quái đảng của chất ngân sa, nhưng Ukula chẳng hề để ý mà trái lại mang bọn trẻ đi cầu kinh cái mùi tử thần ấy, gắn rất chặt với kỷ niệm về Menkia, sẽ mãi mãi lưu lại trong trí óc bà, phòng thí nghiệm thô sơ. Chưa kể tới hàng lô chiếc phễu, bình thí nghiệm, bình lọc và những chiếc trây. Bao gồm một bình cơ bản vốn là những bình thủy tinh cổ dài và hẹp mô phỏng theo hình chiếc bình giả kim và một nồi cất được người đi găng làm theo đúng mẫu miêu tả hiện đại của chiếc nồi cất có ba cánh tay của bà Maria, người Do Thái ngoài những thứ này menkia còn để lại bảy thứ kim loại tượng trưng cho bảy hành tinh những hình mẫu về moise và sosimo một cục vàng giả và một cuốn sổ trong đó có những lời chỉ dẫn và hình vẽ miêu tả các quá trình của thuật giả kim vĩ đại những thứ này cho phép người nào biết giảng giải chúng sẽ có ý định hành nghề chế tạo đá giả kim ba bị cách thức làm vàng giả tưởng như quá giảng đơn này quyến rũ trong vài tuần liền jose arcadio buendia tán ukula cho mình đào số tiền vàng để nhân số vàng này lên gấp bội trước tính gàng của ông, Ukula phải nhượng bộ chồng như trước đây vẫn nhượng bộ. Thế là Jose Arcadio Buendia đổ 30 đồng đô bông vào chảo trộn lẫn chúng với bột đồng, bột diêm sinh và bột chi. Rồi ông để chúng trong một chảo sâu và đun cách thủy trên bếp lửa, cho tới khi chúng chảy ra biến thành một thứ nước siro đặc quán, nồng nặc mùi khét, giống kẹo cháy hơn là thứ vàng quý. Trong quá trình chưng cất vất vả đây thất vọng, thất hợp kim này cùng với bảy thứ kim loại tượng trưng cho bảy hành tinh được ngâm trong dung dịch thủy ngân đặc và muối sung phát sau đó chúng lại được ngâm trong chảo mỡ lợn vì không có dầu củ cải nên phải thay bằng mỡ lợn để đun cách thủy trên bếp lửa cuối cùng số vàng quý giá của ukula sau quá trình đun nấu công phu đã hóa thành một thứ giống như thứ cháo đặc sệt cháy thành thang bếp chặt lấy đáy chảo không tài nào gờ ra được khi những người đi găng trở lại làng này ukula đã cố ngăn dân làng không đi xem họ nhưng tính hiếu kỳ bao giờ cũng thắng nổi sợ sệt, bởi vì hôm ấy, những người đi găng chạy đi khắp làng thổi kèn, khu trống in ỏi, trong lúc người quảng cáo loan báo tin sẽ trưng bày thành tựu kỳ ảo nhất của những người Nassian Sơn, 4. Thế là cả làng đổ xô nhau đến lều của người đi găng. Trả một xu vào cửa, bọn họ nhìn thấy một men kia trẻ trung, khỏe mạnh, da dẻ căng bóng, với hàm răng mới trắng bông. Những ai nhớ hàm răng móm mém vì bệnh hoại huyết, đôi mà tóp và đôi môi thâm xịt của ông sẽ phải rùng mình kinh ngạc trước thí nghiệm đầy sức thuyết phục về những khả năng siêu việt của người đi găng dân chúng chuyển từ trạng thái kinh ngạc đến trạng thái sợ hãi khi nhìn thấy menkiath moi hàm răng ra mới nguyên được cắm trên hai lợi rồi chìa cho mọi người xem trong một lát trong giây lát thoáng qua ấy menkiath lại trở thành chính cái con người già lụ khụ của những năm trước đây sau đó ông cắm chúng vào lợi rồi mỉm cười với tất cả sức trẻ trung vừa được khôi phục lại ngay đến cả Jose Arcadio Buendia cũng phải thừa nhận rằng hiểu biết của Menkia đã đạt tới những đỉnh cao quá sức tưởng tượng, nhưng rồi ông cảm thấy một niềm vui lành mạnh hơn khi người đi găng giải thích riêng cho ông về cách thức trồng răng giả. Điều đó khiến ông thấy vừa đơn giản vừa kỳ diệu, khiến cho ông, chỉ từ đêm đến sáng, mất ngay hứng thú trong việc nghiên cứu thuật giả kim, ông trở nên lầm lì khó tính và lại ăn uống thất thường, lại suốt ngày chỉ đi lại trong nhà ngoài đường xảy ra biết bao điều kỳ lạ không thể tưởng được, ông nói với Ukula. Ở bên kia sông, vâng, chính ở đó, có đủ loại máy móc kỳ diệu, trong khi đó chúng ta vẫn sống như những con lừa. Hết thảy những ai quen biết ông từ thuở mới lập làng Makondo, đều ngạc nhiên thấy dưới ảnh hưởng của Menkiak ông đã thay đổi biết nhường nào lúc đầu. Jose Arcadio Buendia là một vị trưởng giả trẻ tuổi người vẫn thường dạy dân việc trồng cấy, khuyên nhủ cách nuôi dạy trẻ nhỏ và gia súc, cộng tác với mọi người, ngay cả trong công việc dùng đến sức mạnh cơ bắp để đưa cuộc sống chung của làng đi lên ngày một nhắm khá và yên bình hơn bởi vì ngôi nhà của ông ngay từ thuở ban đầu đã là ngôi nhà đẹp nhất làng còn những ngôi nhà khác đều được làm theo hình mẫu của nó ngôi nhà có cửa ra vào rộng và sáng sủa có một nhà ăn làm theo kiểu hành lang vây xung quanh trồng hoa màu sắc sặc sỡ có hai phòng ngủ một cái sân rộng với cây dẻ khổng lồ một vườn cây thẳng hàng và một vườn cỏ rộng mà ở đấy nào dê nào lợn nào gà sống thành bầy vui vẻ. Những con vật duy nhất bị cấm nuôi không chỉ ở trong nhà này mà ngay cả trong làng là những chú gà chọi, đức cần mẫn của Ukula sánh ngang với đức cần mẫn của chồng mình. Bà năng nổ, mảnh khảnh, kiên nghị. Người đàn bà run rẩy mà chẳng một ai nghe thấy cất tiếng hát trong suốt cả cuộc đời mình, là người có mặt ở khắp chốn kể từ lúc trời vừa bừng sáng cho đến khi tối mịt, lúc nào cũng bận bịu với đàn gà kêu chip chip. Nhờ có bà nền nhà đất nền không chút bụi, tường đất không vấy bẩn, bàn ghế giường tủ do chính bàn tay vợ chồng bà làm nên lúc nào cũng sạch sẽ, và những rương hầm cũ đựng quán áo lúc nào cũng dịu thơm mùi húng dội. Jose Acadio Buendia, vốn là người tháo vác chưa từng có trong làng, đã bố trí các nhà theo hình thức sao cho từ mọi nhà đều có thể đi ra sông và không một nhà nào phải gánh nước vất vả hơn nhà nào. Đánh những con đường chạy thật khéo để mọi nhà đều chịu nắng như nhau vào mùa nóng Chỉ trong ít năm, makondo là một làng ngăn nắp gọn gàng và chuyên cần hơn bất kỳ làng nào trong số những làng được 300 cư dân ở đây biết tới cho đến lúc bấy giờ. Thực tế, đó là một làng hạnh phúc, là nơi chưa một ai ngoài 30 tuổi và chưa hề có người chết kể từ những ngày lập làng, Jose Arcadio Buendia đã làm bẫy và làm lòng chim. Chẳng bao lâu, không chỉ trong nhà ông mà trong tất cả các nhà của làng này đều đầy chim. Nào chim tổ treo, chim hoàng yến, chim cổ đỏ, chim asuho tiếng chim tổ treo in ỏi khiến Ukula phải lấy sáp ong bịt lỗ tai lại để khỏi mất cảm giác thực. Khi những người đi găng thuộc bộ tộc của Menkia đến đây lần đầu tiên để bán những viên thuốc đau đầu, thì mọi người lấy làm kinh ngạc nhận thấy bọn người này làm sao có thể tìm đến làng mình, một cái làng chìm trong hơi mù của đồng lầy, và những người đi găng thú nhận rằng họ đến được là nhờ tiếng chim hót dẫn đường, đã sửa bởi ninh nhông gốc 1012 lúc ngày 4 tháng 9 năm 2014, 13, 43 những tập tục tốt đẹp nhưng còn sơ đẳng ấy trong thời gian ngắn bị cuốn tuột đi bởi cơn đam mê đá nam châm bởi những tính toán thiên văn vâng, bởi những mơ mộng biến chi thành vàng và bởi những thèm khác được biết những kỳ quan thế giới của jose arcadio buendia vốn là người hoạt bát và sạch sẽ jose arcadio buendia đã trở thành một người lười nhác ăn mặc thì lôi thôi lết thết, râu ria thì xồm xoàm đến mức ukula phải dùng con dao thái thịt cạo cho nó gọn lại không thiếu người cho rằng ông là nạn nhân của một thứ bùa yểm quái quỷ nào đó, nhưng những người tâm đầu ý hợp với cơn điên của ông đã bỏ công việc và gia đình để theo ông. Khi ông đặt lên vai mình bộ đồ nghề thợ mộc và yêu cầu mọi người cùng giúp tay mở một con đường để làng Macondo có thể giao tiếp với những phát minh lớn của loài người, Jose Arcadio Buendia hoàn toàn không hiểu địa lý của vùng này. Ông biết rằng về hướng đông là dãy núi không thể vượt qua dược và ở phía bên kia dãy núi là thành phố cổ Riocha, nơi trong những thời đã qua, theo như lời ông nội Aurelian Buendia thứ nhất kể với ông. Tên cướp biển Francis Rack rất ham mê môn thể thao dùng đại bác săn cá sấu sau đó lột da, nhồi rơm rồi đem chúng tiến dân nữ hoàng Isabel. Trong thời trai trẻ của mình, ông cùng với những người bạn đã mang vợ, con cái, gia súc cùng nội niêu bác ba vượt qua dãy núi này để tìm đương ra biển, nhưng sau 26 tháng ròng rã, bọn họ đã phải bỏ cuộc và đành phải lập ra làng Macondo để khỏi phải trở về chốn cũ đó là con đường ông không thích vì nó chỉ có thể dẫn ông trở lại thời quá vãng. Ở phía nam là những hồ nước phủ kín thứ trong bèo lâu đời và cả một thế giới đầm lầy rộng mênh mông mà theo như lời chứng của những người đi găng thì nó không có bờ bến. Đầm lầy mênh mông ấy biến mất về phía tây với một mặt nước trắng xóa trải đến nơi sắc nước lẫn vào màu trời, là nơi có bộ cá kình gồm những con vật có nước da mềm mại, có đầu và cổ của người phụ nữ. Với ma lực của bộ vú khổng lồ, chúng vẫn thường làm cho những người đi biển mất mạng. Những người dì gan phải mất 6 tháng trời đi thuyền trên con đường thủy ấy để cuối cùng gặp được một doi đất liền là nơi những con lừa của người đưa thư qua lại. Theo tính toán của Jose Arcadio Buendia thì khả năng duy nhất để giao lưu với nền văn minh bên ngoài là con đường hướng Bắc. Vậy là ông phân phát dỗ nghề thợ mộc và khí giới săn thú cho chính những người từng đi với ông trong chuyến đi tìm và thành lập làng Macondo, rồi tự tay nhét la bàn, Bản đồ vào ba lô và bắt đầu cú thám hiểm quá táo bạo này, trong những ngày đầu họ không gặp một trở ngại đáng kể nào. Họ men theo bờ đá lổn nhổn, đi ngược dòng sông cho tới nơi mấy năm trước từng đào được bộ giáp trụ thế kỷ 15, rồi từ đó họ theo con đường mòn len lỏi qua những cây cam dại đi sâu vào rừng rậm. Cuối tuần thứ nhất, họ dết và quay thịt một con nai, nhưng họ bảo nhau chỉ ăn một nửa, phần còn lại ướp muối dành cho những ngày sắp tới. Với tính toán thận trọng ấy, để duy trì cuộc thám hiểm, bọn họ ăn thịt vẹt đuôi dài, một thứ thịt xanh lẻ có vị hạt của xạ hương. Sau đó, khoảng hơn 10 ngày liền, họ không được nhìn thấy mặt trời. Đất dưới chân họ lại ẩm thấp và nhão nguét giống như tro tàn của núi lửa, và cây cối ngày một trầm rạp, hiểm hóc hơn, tiếng chim kêu vượn hú ngày một xa dần và quang cảnh lại trở nên mãi mãi buồn tẻ. Những người trong đoàn thám hiểm cảm thấy buồn phiền vì những ký xe cổ xưa nhất của mình trỗi dậy trong cái thiên đường ẩm ướt và quạng hiu này cái thiên đường còn xa xưa hơn cả cái thiên đường ở đó giống người đã phạm tội tổ tông, là nơi ủng ngập sâu trong thứ nước buồn giống như dầu bốc hơi và. Những con dao rửa phải hạ xuống chém ngang thân những cây hoa loa kèn trắng và những chú kỳ nhông vàng ương. Trong suốt cả một tuần, hầu như không ai mở miệng nói lấy một lời, với bộ ngực tức thở bởi thứ không khí khô nóng tanh mùi máu, bọn họ đi như những kẻ mắc chứng mộng du trong một thế giới ảm đạm, hầu như chỉ được soi sáng nhờ lùa đom đóm lập lòe. Họ không thể quay lui được vì con đường được mở ra theo dấu chân họ chẳng bao lâu đã bị thứ cây cỏ mới, lớn nhanh tưởng như nhìn thấy được, lấp mất lối. Đừng sợ, Jose Arcadio Buendia nói. Cất nhất đừng để mất phương hướng. Không lúc nàng rời mắt khỏi la bàn, ông hướng đạo mọi người trong đoàn đi về phương Bắc, cho tới khi họ ra tới một vùng đất thú vị. Đó là một đêm tối mịt mùng, không một vì sao, nhưng lại là một đêm thoáng đãng nhờ không khí mới mẻ và trong trẻo. Qua chuyến xuyên rừng dài ngày, mọi người đều mệt phờ vội đi mắt võng và lần đầu tiên trong hai tuần liền họ say sưa ngủ. Khi thức dậy, mặt trời đã lên cao. Họ đều hào hứng. Trước họ là một chiếc tàu Tây Ban Nha khổng lồ, màu trắng và bụi bậm, nổi lên giữa những cây dương xỉ và trà là trong ánh sáng ban mai dịu dàng, nó nằm nghiêng về mạng phải. Những mảnh buồm trách còn treo trên những cục buồn nguyên vẹn, nằm giữa những thừng chảo có kết hoa nguyệt quế. Thân tàu, được lớp vẫy cá ép đã hóa đá và lớp treo xanh phủ kín, hoàn toàn bị gắn chặt xuống nền đá, toàn bộ cấu trúc của nó dường như chiếm cứ cả một khung cảnh riêng, cái khung cảnh cô đơn và lãng quên, cái khung cảnh được bảo vệ trước sự phá phách của thời gian và chim chóc. Ở bên trong tàu mà những người thám hiểm đã khéo léo mở được cửa, không có gì khác hơn là một trừng hoa chen kín, việc bắt gặp con tàu này, dấu hiệu tỏ rằng biển đã gần kề, như một gáo nước lạnh dội vào ngọn lửa nhiệt tình của Jose Arcadio Buendia. Ông cho rằng việc này như một lời nhạo bán cái số phận trớ trêu của mình. Khi đi tìm biển, dù phải trả giá đắt với biết bao hy sinh và khó nhọc, thì không thấy, còn giờ đây không đi tìm thì lại thấy nó lù lù hiện ra trên con giường của mình như một trở ngại không thể nào vượt nổi. Rất nhiều năm sau, Đại tá Aurelian Buendia có dịp trở lại vùng này khi nó đã có một giường bưu điện bình thường vật duy nhất của chiếc tàu ấy mà chàng bắt gặp là một mạng tàu cháy nham nhở nằm giữa cánh đồng hoa mỹ nhân thảo. Chỉ đến lúc này, chàng nhận ra rằng cái câu chuyện ấy chẳng qua chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng của cha mình. Chàng tự hỏi làm sao con tàu ấy đã có thể tiến sâu vào cái địa điểm nằm ngay trên vết liền này, nhưng Jose Arcadio Buendia không cần phải bận tâm như vậy khi mà sau 4 ngày đi bộ, ông đã gặp được biển cách chỗ con tàu khoảng 12 km. Những mơ ước của ông tan biến trước cái biển màu xám tro, ngầu bọt và bẩn tưởi, thật không bỏ cái công ông đã khó nhọc trong chuyến mạo hiểm của mình. Con C, ông gào, Macondo đã bị nước vây quanh rồi, cái ý niệm về một bán đảo Macondo cứ lớn lên trong thời gian dài, được thể hiện trên tấm bản đồ nhiều sai lầm mà Jose Arcadio Buendia đã vẽ nó vào lúc đoàn thám hiểm của ông trở về ông vẽ nó mà lòng đầy giận dữ, do đó đã quá cường điệu những khó khăn giao lưu với bên ngoài. Ông làm thế như là để trừng phạt ngay chính mình vì tội thiếu cân nhắc cặn kẻ khi chọn địa điểm này để lập làng. Sẽ chẳng bao giờ chúng ta đi tới đâu được, ông thở than trước mặt Ukula. Chúng ta đến mục xác trong khi còn sống ở đây mà chẳng thể nào được hưởng những lợi ích của khoa học đem lại. Cái ý nghĩ sáng tỏ ấy, được nung nấu vài tháng trong phòng thí nghiệm giả dẫn ông tới việc thai ngán một kế hoạch chuyển Makondo đến một địa điểm thích hợp hơn. Nhưng lần này Ukula phản đối những kế hoạch vội vàng của ông trong quá trình vận động thầm lặng và khéo léo của một nhời đàn bà cần mẫn, bà chuẩn bị cho các bà phụ nữ trong làng chống lại mọi sự hời hợt của những ông chồng đã bắt đầu chuẩn bị để di chuyển. Jose Arcadio Buendia không biết từ bao giờ và vì sức mạnh chống đối nào mà các kế hoạch của ông cứ lộn nhạo trong mớ bồng bông những nguyên cớ và mâu thuẫn để rết cục chúng chỉ còn là một ảo tưởng đơn thuần. Ukula chăm chú theo dõi ông, theo dõi ông cho đến khi bà mũi bồng thương. Ấy là buổi sáng bà gặp ông trong căn phòng ở cuối nhà. Trong lúc sắp xếp dụng cụ của phòng thí nghiệm vào các hòm, ông lại nhảy dự tính những mơ ước khi di chuyển được làng. Bà để cho ông làm xong. Bà để cho ông đóng đinh các hòm lại và dùng cành bài hương chấm mực viết tắt tên họ mình lên trên mà không hề than với ông một lời. Nhưng bà hiểu rằng ông thừa biết, vì bà nghe thấy ông nói ra trong các cuộc độc thoại, rằng những người đàn ông trong làng sẽ không tham gia kế hoạch di chuyển. Chỉ đến khi ông gỡ cánh cửa phòng ra, lúc ấy bà mới dám hỏi vì sao ông làm thế và ông chua sót trả lời bà. Bởi vì không ai đi thì chúng mình cứ đi. Ukula vẫn bình tĩnh. Chúng mình cũng không đi đâu hết. Bà nói. Chúng mình ở tại đây bởi vì ở đây chúng mình đã sinh hạ được một đứa con. Một khi chúng ta chưa có người thân chết để chôn dưới đất thì chúng ta vẫn cứ là những kẻ không quê hương bản quán với lòng kiên nhẫn, bà nhẹ nhàng cãi lại. Nếu cần thiết tôi phải chết để các người ở lại đây, tôi sẽ chết, Jose Arcadio Buendia không tin rằng quyết tâm của vợ mình lại nghiêm túc đến thế. Ông cố thuyết phục bà bằng phép màu nhiệm của mình, bằng lời hứa về một thế giới huyền ảo nơi chỉ cần rõ mấy giọt nước thần xuống đất là đủ để cây đâm trái theo ý nguyện của con người, nơi mọi thuốc men và phương tiện chữa bệnh cho con người được bán với giá rẻ. Nhưng Ukula vẫn điềm nhiên trước những lời đường mật có sức thôi miên của ông. Thôi đi, xin ông hãy bỏ những ý nghĩ viễn vông ấy đi và hãy lo cho các con bà nói hãy nhìn chúng kìa có thảm không ôi những đứa trẻ không được chăm sóc theo đúng ý lành của thượng đế chúng chẳng khác gì những con lừa lần nữa jose arcadio buendia chăm chú nghe từng lời của vợ mình ông nhìn qua cửa sổ và thấy hai đứa trẻ đi chân đất ở ngoài vườn nắng và ông có cảm giác rằng chỉ đến lúc ấy chúng mới bắt đầu tồn tại ông để ý tới chúng nhờ lời khẩn cầu của ukula Vậy là có một cái gì đó đã xảy ra trong tâm trạng ông, cái gì đó thiên liêng và có thực đôi ông ra khỏi thời hiện tại của mình và đưa ông trôi dần vào cõi nguyên sơ của dòng ký ức. Trong lúc Ukula quét nhà, ngôi nhà mà giờ đây chắc chắn bà sẽ gắn cả đời mình với nó, ông ngồi đắm đuối nhìn những đứa trẻ cho đến khi mắt ông đẫm lệ. Ông lấy mu bàn tay chùi đi, thở phào một cách nhẹ nhõm rồi đỉnh đạt nói. Thôi được, nào bà hãy bảo chúng nó đến giúp tôi ôi các thứ trong hòm ra, Jose Arcadio, đứa lớn, đã lên 14 tuổi. Cậu có cái đầu vung vức, tóc trễ tre và có đức tính làm theo sở thích riêng y hệt tính cha. Mặc dù cậu to lớn và có sức mạnh cơ bắp nhưng rõ ràng ở tuổi này cậu đã để mất trí tưởng tượng. Cậu được hoài thai và sinh ra trong lúc mọi người đang khó nhọc vượt núi, ấy là lúc trước khi thành lập làng Makondo. Cha mẹ cậu cảm tạ thượng đế khi xem khắp người cậu không thấy có bộ phận nào là bộ phận của con vật. Aurelian, người đầu tiên sinh ra ở Macondo, sẽ lên 6 tuổi vào tháng 3 tới. Cậu bé lặng lẽ và cô ơn. Cậu đã khóc trong bụng mẹ và lọt lòng với đôi mắt mở thao láo. Trong lúc người ta cắt trốn cho cậu thì cậu ngọ nguy cái ẩu từ bên này sang bên kia để làm quen với các vật bậy trong phòng và với tính tò mò không sợ hãi, dò xét khuôn mặt của đám đông. Sau đó, mặc kệ những ai đến gần để xem mình cậu bé cứ chăm chăm nhìn lên mái nhà ập ẹp suýt sập xuống dưới sức ép khủng khiếp của cơn mưa một ngày nọ cậu bé aurelian mới lên ba tuổi bước vào nhà bếp giữa lúc ukula lắc nồi canh ra khỏi bếp và đặt nó lên bàn chính trong ngày ấy bà mới nhớ lại sức nặng của cái nhìn ấy cậu bé thập thò ở ngoài cửa nói nó sẽ đổ đấy cái nồi đã được đặt che chắn trên bàn nhưng bỗng nhiên đúng như lời cậu báo trước nó bắt đầu rung lên bần bật rồi lăn ra mép bàn như có sức đẩy từ bên trong, và nó vỡ toan từng mảnh trên sàn nhà. Ukula hoảng sợ, kể lại câu chuyện với chồng mình, nhưng ông giải thích cái hiện tượng ấy như một hiện tượng tự nhiên. Ông vẫn thường như thế, luôn luôn không để ý đến sự có mặt của các con mình, phần vì coi tuổi thơ như một giai đoạn thiếu trí tuệ và phần vì lúc nào ông cũng quá đam mê trong những lý thuyết hư vô nhưng kể từ buổi sáng gọi bọn trẻ đến giúp mình tháo dỡ các dụng cụ của phòng thí nghiệm ra khỏi thùng, ông đã dành cho chúng những giờ quý nhất của mình. Trong căn phòng biệt lập mà trên các tường của nó ngày một dày đặt các bản đồ khó hiểu và các bức họa huyền thoại, ông dạy chúng đọc, viết, làm toán và ông nói với chúng về những điều kỳ diệu của thế giới không chỉ dừng lại trong khuôn khổ những hiểu biết mà nhiều khi còn vượt xa trí tưởng tượng của ông. Đây là điều mà bọn trẻ vừa học được. Ở một miền đất tận cùng Nam Châu Phi, có những người rất đổi thông tuệ và hiền lành đến mức niềm vui duy nhất của họ là được ngồi suy tư, và rằng người ta có thể lội qua biển Ege, năm bằng cách nhảy từ đảo này sang đảo khác cho đến tận cảng Salonic. 6. Những buổi học kỳ thú ấy động lại như khắc vào ký ức những đứa trẻ, đến mức nhiều năm sau này, một phút trước khi viên sĩ quan của quân đội bảo hoàng ra lệnh cho đội hành hình nổ súng, đại tá Aurelian Buendia đã sống lại buổi chiều tháng 3 êm đềm, cái buổi chiều cha chàng bỏ dở bài học vật lý, đầy hào hứng với một tay giơ lên không và đôi mắt lim dim để đón nghe từ xa vọng đến tiếng kèn, tiếng trống, tiếng lục lạc của người đi găng đã nhiều lần tới làng đang rùm ben quảng cáo phát minh mới. Nhất đầy kinh ngạc của các nhà thông thái xứ Memphis, bảy, đó là những người đi găng mới. Những người đàn ông và dàn bà trẻ, chỉ biết chính thứ tiếng mẹ đẻ của mình. Họ là những vật mẫu khả ái về nước da bóng mịn và bàn tay thông minh, mà những điệu nhảy và âm nhạc của họ gieo niềm vui ồn ào trên mọi nẻo đường làng. Họ mang theo những chú vẹt lông nhuộm đủ màu có thể ngâm những bài dân ca ý, con gà mái đẻ trăm quả trứng vàng theo nhịp trống pandetra, con khỉ đã được dạy dỗ đoán điều anh đang suy nghĩ, cổ máy vạn năng vừa đơm cúc vừa làm hạ cơn sốt, chiếc máy dễ quên đi những ký ức buồn, giữ, lá cao để quên thời gian và hàng nghìn những phát minh khác tất cả đều rất khéo léo và kỳ thú đến mức Jose Arcadio Buendia cũng muốn chế ra cái máy nhớ để có thể nhớ tất cả. Chỉ trong chốc lát, người đi găng làm cho làng thay đổi. Những người dân Macondo bỗng chốc cũng bị lạc đường ở ngay chính quê hương mình, vì họ đang ngây ngất trước hội chợ phong phú này, dắt tay từng đứa trẻ để chúng khỏi bị lạc trong đám đông hỗn độn, đụng hoài phải những người làm trò ảo thuật có hàm răng mạ vàng và những người múa rối có sáu cánh tay ngột ngạt trong mùi dầu hồi và mùi bạc hà do đám đông phả ra. Jose Arcadio Buendia đi tìm Menkia khắp nơi để ông ta giảng giải cho mình nghe những bí mật không lường hết được của nỗi trăn trở. Huyễn hoặc ấy. Đi mãi, đi mãi, rồi cuối cùng ông cũng đến nơi Menkia vẫn thường dựng lều, nhưng ông lại gặp một người Ameni lầm lì nói tiếng Tây Ban Nha đang quảng cáo một thứ nước siro có phép tàn hình. Ông ta uống đánh ực một cốc nước pha hổ phách trong lúc Jose Arcadio Buendia trẻ đám đông đang trố mắt xem trò ảo thuật và ông đã đến tận nơi để hỏi thăm Menkia. Người đi găng ngạc nhiên nhìn ông, trước khi tàn hình vào một vũng nước hắc ín đặc sánh và nóng hổi, từ đó vọng lên câu trả lời. Menkia đã chết rồi ị hoảng hốt trước cái tin dữ này, Jose Arcadio Buendia chết lặng người, cố vượt qua nỗi thống khổ, cho đến khi đám người xem bỏ đi theo lời mời chào của các trò ảo thuật khác và vũng nước của người Ameni hoàn toàn bay hơi. Sau đó những người đi găng khác cũng khẳng định với ông rằng quả đúng thế. Menkia đã chết vì sốt rét tại những cồn cát ở Singapore và thi hại của ông ta đã được ném xuống vùng nước sâu nhất của biển Java. Bọn trẻ không để ý đến tin này, chúng đang nũng nịu đòi cha dẫn đi xem phát minh mới lạ của các nhà thông thái xứ Memphis, được quảng cáo ở ngay cửa ra vào của quán hàng, theo như lời đồn, nó thuộc về Hoàng đế Salomon. Chúng đòi gia giết đến mức Jose Arcadio Buendia phải trả 30 đồng trên vào cửa để dẫn các con mình vào ngay giữa quán hàng là nơi có một người khổng lồ thân thể lông lá có cái đầu cạo nhẵn, mũi đeo một chiếc khuyên đồng, cổ chân đeo một chiếc xiền sắt nặng trịch, đang canh giữ một chiếc hầm bí mật. Khi người khổng lồ mở nắp, từ trong hầm phả ra một luồng hơi lạnh buốt. Trong hầm chỉ có một khối trong suốt với những lỗ nhỏ li ti mà khi ánh hoàng hôn chiếu vào bỗng lấp lánh đủ sắc màu như các vì sao lòng đầy hoang mang vì biết rằng bọn trẻ nhà ông đang đợi một lời giải thích ngay tức thì, Jose Arcadio Buendia chỉ dám thầm thì nói. Đó là một viên kim cương lớn nhất thế giới. Không phải. Người đi găng chữa lại. Đó là nước đá, không hiểu gì. Jose Arcadio Buendia giơ tay định sờ vào tảng nước đá, nhưng gã khổng lồ gạt phát tay ông đi. Muốn sờ nó, phải đưa thêm 5 đồng trên nữa, gã nói. Jose Arcadio Buendia đưa năm đồng trên rồi đặt bàn tay lên tảng nước đá. Ông để nguyên tay vài phút trong lúc tìm ông đập dồn dập đầy vẻ vừa lo sợ vừa thích thú khi được tiếp xúc vôi vật diệu kỳ này, không biết nói gì hơn. Ông móc túi trả thêm 10 đồng trên nữa để cho các con ông cũng được sống cái cảm giác dịu huyền này. Cậu bé Jose Arcadio không dám sờ tảng nước đá. Trái lại, Aurelian tiến lên phía trước một bước, đặt bàn tay vào tảng nước đá nhưng rụt ngay ra eo ơi, bỗng kinh, cậu hốt hoảng thốt lên. Nhưng cha cậu không để ý đến lời cậu. Lòng đầy cảm kích thước sự hiển nhiên của vật kỳ ảo, lúc này ông quên đi sự thất bại của những công việc viễn vông của mình, quên đi cái tử thi Menkidet bị ném xuống biển làm mồi cho cá mực. Ông trả thêm 5 đồng trên nữa, rồi với bàn tay đặt trên tảng nước đá, như để trình bày một lời chứng trên kinh thánh, ông thốt lên. Đây là một phát minh lớn nhất của thời đại chúng ta, chú thích, một, Magadang vịnh biển ở Chile, mang tên nhà thám hiểm Camdo de Magadan đã phát hiện ra nó vào năm 1522, Nốt Tram, con gái Mai Dần de Nostrum, 1503-1566, nhà chiêm tinh và thầy thuốc người Pháp, tác giả của những lời sắm truyền nổi tiếng, bà, Nguyên Văn. Pyra Philosophan, tiếng Pháp là Pierre Philosophan, có học giả dịch là Điểm Kim Thạch. Một hợp kim mà theo quan niệm của các nhà giả kim thuật có phép màu biến các kim loại thành vàng, ba, Nasiansen dân thành Nasianco thuộc Tiểu Á, 5, biển Ege là một phần của địa trang hái, nằm giữa bán đáo Ban Căng và Anatoly, 6, cảng Salonit thuộc Hy Lạp trong vịnh cùng tên được biển Ege tạo nên, là mốc trung tâm công nghiệp quan trọng, 7, Memphis, thuộc Hoa Kỳ, một trung tâm công nghiệp nằm trên bờ sông Mississippi. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.